Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Video này mình yêu này mình giới thiệu cho bạn một dự án có tên là Function X. Cái chức năng của X này thì cái kỷ nguyên tiếp theo của Internet sẽ là cái Internet Blockchain, và chức năng X sẽ dẫn đầu với trách nhiệm cung cấp năng lượng cho kỷ nguyên mới của thế giới phi chung này, và cái mọi ứng dụng hình ảnh dữ liệu bit và byte sẽ được Internet phân cấp. Thì các bạn có thể thấy những cái bài diễn thuyết của cái dự án này đấy, của team của họ ở đây, bạn có thể tìm hiểu ở đây. Và các bạn có thể nhấn nút đăng ký trên YouTube và là người đầu tiên để được ưu đãi nhận hàng trước của X-Phone độc quyền đấy. Về cái điện thoại blockchain số 1 thế giới được cung cấp bởi cái chức năng của X, thì cái giới thiệu về cái X-Phone này đây có giá sẽ là $599 USD đấy, sẽ có sẵn vào cuối năm nay là 2019. Và giới thiệu về cái X-Phone này, thì cái điện thoại blockchain thực sự đầu tiên trên thế giới được bảo mật và phân cấp đến cốt lõi, và nó được cung cấp bởi Function X, một cái hệ sinh thái được xây dựng hoàn toàn trên blockchain. Và không giống như điện thoại truyền thống, bạn sẽ không còn yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ tập trung gọi điện, nhắn tin, duyệt internet hoặc là truy cập vào cái dịch vụ ứng dụng. Thì cái chế độ blockchain được kích hoạt bởi chức năng X cho phép dữ liệu của bạn được giữ và mã hóa và bảo mật. Hơn nữa thì X-Phone tương thích ngược với Android, thì chuyển cái đổi giữa blockchain và cái chế độ truyền thống một cách nhanh chóng để truy cập cái ứng dụng Android yêu thích của bạn. Và chỉ với 5.000 X-Phone sẽ được sản xuất và phát hành ra thế giới vào cuối năm 2019, và họ mong muốn hợp tác với các nhà sản xuất phần cứng và điện thoại để xây dựng phiên bản điện thoại blockchain của riêng họ và được cung cấp bởi Function X. Và thay vì chạy đua 5G, 6G hoặc là 7G tiếp theo, thì họ đã tìm cách tạo ra một thế giới nơi bạn có toàn quyền kiểm soát cách sử dụng dữ liệu của mình và vấn đề riêng tư của bạn và sở hữu dữ liệu của bạn. Đó. Thế thì các bạn có thể thấy là những cái chức năng cấu hình của cái X-Phone này. Đấy. RAM 6GB này. Đấy. Hoặc là RAM 128GB. Chức năng hệ điều hành Android 9.0. Đấy. Có màn hình là Full HD 5.65 inch, máy ảnh là 48MP trên 12MP. Đấy, chế độ truyền thống và blockchain, chế độ kép này, kép quy là 3.500 mAh, và có chế độ cảm biến vân tay. Đấy. Đây các bạn thấy đây giới thiệu về cái nút X này. Cái phone này sẽ đi kèm cái nút XX cho phép người dùng truy cập vào đáp trên thì chế độ blockchain một cách dễ dàng. Đấy, cái nút X này rất là đẹp đúng không? Đấy. Đây là màn hình nằm ngang này. FXTP để những nút biến. Đấy, chức năng của trên, chức năng của X, chức năng IPFS, chức năng của Docker. Đây là HTTP này, đây là một số những cái thông số kỹ thuật này. Đấy, của cái chiếc điện thoại này. Bạn thấy họ phân tầng này rất là rõ ràng ở đây. Và FXTP và NNS đấy, cho phép mọi khối lượng phát sóng và truyền bá tự do đến đích cuối cùng và loại trừ khả năng đánh chặn hoặc cả một điểm thất bại duy nhất đấy. Đó, các bạn thấy không? Đây là những khối nút, những liên kết của nhau đấy. Chức năng X blockchain, ví dụ một cái X-Phone có tên là Jack gửi tin nhắn nhé, nó sẽ được tuyên truyền và xác minh như hình trên, và nút nhận thông báo hoặc dữ liệu sẽ xác minh dựa trên thông tin đăng nhập bằng khóa riêng của Jack. Sau khi xác minh thì tin nhắn sẽ được lưu trên blockchain Function X, để các nút kết nối của anh X-Phone của PIS sẽ liên tục lọc dữ liệu hoặc tin nhắn thuộc về PIS, và khi nhận được thì các nút sẽ gửi nó cho PIS. Khi thiết bị của PIS giải mã thì bạn có thể xem tin nhắn đấy. Và truyền thống là cách tiếp cận hiện đại được hiển thị ở trên, và tất cả các ứng dụng và dịch vụ đều dựa trên một điểm dịch vụ duy nhất và một điểm thất bại duy nhất. Đấy. Các cái sản phẩm thì các bạn có thể thấy là các sản phẩm của Function X là không giới hạn ở những gì đã được đề cập ở đây. Đây là một số ví dụ về các cái sản phẩm chạy trên chức năng X, và họ sẽ ủy quyền cho tất cả các cái nhà sản xuất phần cứng thông minh để xây dựng các cái thiết bị hỗ trợ chức năng X và đáp ứng nhu cầu từ thị trường. Điện thoại di động này, thì cái mẫu X-Phone đầu tiên được xây dựng dựa trên thông số kỹ thuật của Snapdragon 660 6GB cộng 16.4 Mbps, đây là yêu cầu thông số kỹ thuật tối thiểu. Đấy, đây là một nguyên mẫu làm việc, do đó sản xuất cuối cùng sẽ khác nhau, và chúng tôi hình dung X-Phone là điện thoại
thứ hai của bạn sẽ được thiết kế với những cải tiến đầu tiên trên thế giới và khác với điện thoại chính của bạn. XPOS sẽ được nâng cấp khi Function X sẵn sàng. XPOS sẽ hoạt động như một cái thiết bị điểm bán hàng phi tập trung và nhiều hơn một nút. Vậy là một nút thì XPOS cũng sẽ có thể nhận được phí giao dịch và đóng góp cho mạng phi tập trung. Với cái nút của Xphone, XPOS và các thiết bị thông minh trong tương lai sẽ được cung cấp bởi Function X, sẽ được phục vụ như các nút chức năng X. Các nút sẽ cung cấp các dịch vụ khác nhau cho mạng phân tán dựa trên hiệu suất, vị trí, dung lượng lưu trữ và mức độ tin cậy của chúng. Đấy. Thì các bạn có thể đây chính là cái bản white paper của dự án Function X này. Đấy, nó dài 24 trang. Đấy, các bạn muốn tìm hiểu về phần nào thì các bạn có thể xem ở phần mục lục. Nó sẽ thể hiện được cái tầm nhìn sứ mệnh công nghệ Function X triển khai là công nghệ gì và những ưu điểm của dự án ra sao, để từ đó các bạn có thể đánh giá được cái dự án này trong tương lai lâu dài phát triển hay không. Đấy. Thì mình sẽ không đánh giá giới thiệu về cái bản white paper này vì nó khá là dài, thì các bạn có thể tự tìm hiểu ở đây. Đấy, giới thiệu về token này. Đấy. Một số những nốt đó, rất là kỹ càng ở đây nhá. Đấy, về cái stacking nữa này đó. Đấy, trên đây là một số những giới thiệu của mình. Đấy, về cái chức năng X này của dự án Fashion X, và cái tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái tầm nhìn của cái dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.